Hello guys, cô Phương xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với buổi học livestream tối nay cùng với cô Phương ạ. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 và đề thi ngày hôm nay mà chúng ta chữa là đề thi của Sở Bình Thuận. Ngày thi là ngày 21 tháng 5 đó là một cái đề thi rất là mới, đúng không ạ? À, cũng là nhờ các con rất là chăm chỉ gửi đề cho cô Phương, cho nên là cô có nhiều đề để chữa chúng ta. Cảm ơn các con rất là nhiều. À, hôm nay thì chúng ta sẽ chữa cái đề thi này, à, đề thi của Sở Bình Thuận ạ và cô nghĩ rằng là những bạn nào mà chúng ta vẫn còn đang băn khoăn không biết là cái mức điểm của mình đang ở mức độ nào thì chúng ta có thể thưởng sức với cái đề thi ngày hôm nay Được không ạ à, đặc biệt là những bạn mà gọi là tâm lý bị hoang mang sau khi làm những cái đề chuyên sau khi làm đề thi thử của cô phư mà chúng ta hơi bị hoang mang sợ sệt một chút thì hãy lấy lại tinh thần bằng cái đề thi này ạ <laughs> đề thi của sở thường là những cái đề thi khá là có thể nói là khá là nhẹ so với đề thi của cô phư Uh, đề thi không, nói chung là nó cũng không phải là quá dễ, nó rất là, có thể nói là nó khá là sát với đề thi thật của bộ đấy ạ, đấy uh, đề thi của cô phư thì thường là khó hơn và cũng vì thế cho nên là nhiều bạn khi mà làm xong đều cô phư thì thường cảm thấy khá là nản. một cái <laughs> okay, điểm trừ là khá là nản, bởi vì là, điểm thường là thấp hơn so với kỳ vọng, khoảng uh, tối thiểu là một điểm không ạ. À đừng thấp hơn so với kỳ vọng. Đây là hơi nản một tí, nhưng mà mỗi khi học đều cô phương xong thì chúng ta lại thu được rất nhiều kiến thức, à, thu được nhiều những cái giá trị để mà ở cái bài thi thật điểm số sẽ cao hơn. Bởi vì cuối cùng thì kiểu gì các con chẳng phải thi bài thi thật. Mà ở bài thi thật khi các con thi thì các con sẽ thấy rằng là cái việc mà làm đều cô phương đó là một cái điều gì đấy vô cùng là giá trị. Và bên cạnh đó những cái đề thi của sở như thế này sẽ giúp chúng ta có thể định hình được là cái đề thi thật của chúng ta nó sẽ ở cái khoảng mức như thế nào và cái khả năng của mình nằm ở đâu cô khuyên các con là những con nào mà chúng ta uh, chưa có tức là mình chưa biết được khoảng điểm của mình đang là khoảng mức bao nhiêu ấy ạ thì chúng ta có thể thi thử ở cái đề thi này đề thi sở bình thuận ngày hôm nay của chúng ta mình sẽ thử sức trên cái đề thi này rồi mình xem xem là hiện tại mình đang được mức bao nhiêu điểm mình đang yếu ở đâu mình có thể dựa vào cái đề thi này hôm nay cô sẽ chữa toàn bộ đề này trừ các bài đọc điền và đọc hiểu vẫn như mọi khi thôi đúng không ạ phần đọc điền và đọc hiểu thì sẽ có ở trên khóa học của cô phương đó là khóa pro khóa cấp tốc và khóa pro plus về những bạn nào mà có khóa độc quyền của cô phương thì chúng ta vào khóa để chúng ta xem nhá ok chưa dạ. đây này phần đọc điền rất là hay đọc điền chúng ta có một cái bài về sự ô nhiễm về ánh sáng khá là hay bài đọc hiểu cũng rất là hay luôn Đấy, hai bài đọc hiểu rất là hay nói chung là cái đề này là một đề tốt cô đánh giá cái đề này khá là tốt và cô nghĩ rằng là nó hoàn toàn có thể là một cái thước đo để chúng ta có thể đánh giá được cái khả năng hiện tại của mình. Hãy tạm thời quên những cái đề phát triển của cô Phư đi ạ. Bởi vì làm những cái đề đó thì chỉ mang cái tính chất là để mình nâng cao kiến thức thôi. Chứ không có phải là để test điểm, nếu không ạ? Và bây giờ mình muốn test điểm thì mình test bằng những cái đề như thế này để xem xem là điểm của mình hiện tại đang được bao nhiêu điểm. Đồng ý không ạ? Nào, bây giờ muốn biết là cái đề này hay hay không hay, có câu gì đáng chú ý hay không thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chữa cái đề thi này nhá. Không biết là uh, hôm nay các con có câu hỏi gì cho cô Phương không ạ? Có câu hỏi gì chúng ta có thể đặt câu hỏi cho cô Phương ngay từ bây giờ nhá. Và đến cuối buổi thì cô sẽ trả lời cho chúng ta. Trong uh, 2 tuần trở lại đây thì 2k4 đăng ký học khóa học 2022 của cô Phương cực kỳ là đông luôn. Chào mừng tất cả các con về với đội của cô Phương ạ và không biết là những bạn 2k3 mà đang theo dõi bài giảng của cô Phương đặc biệt là những bạn mà có khóa cô Phư thì có thể là à, có thể là để lại một cái lời động viên cho các bạn à, 2k4, 2k5 để các em có thể tự tin à, tham gia khóa học cô Phương được không ạ? Đó. <laughs> Đồ gì đi chăng nữa thì à, các anh chị đi trước đúng không? Để lại những cái lời nhận xét, review khóa học vân vân thì rõ ràng là sẽ rất là có giá trị và sẽ rất rất là hữu ích cho các em khóa sau, đúng không ạ? Hôm nay có một bạn nhắn cho cô Phương Nói rằng là cô có nhiều học sinh như thế Thì liệu là cô có đủ tâm huyết Để mà uh, gắn bó với lại Bằng đấy em được hay không Thì cô Phương có nói với bạn đấy rằng là Thì bây giờ bạn tốt nhất là Tốt nhất là em là nên hỏi các anh chị đi trước Đúng không? Để biết được về cái độ nhiệt tình của cô Phương Thì phải hỏi các anh chị đi trước Chứ hỏi cô Phương thì có vẻ là không được khách quan cho lắm Đúng không ạ? <laughs> ok guys rồi bây giờ mình bắt đầu đủ con số rồi à. chúng ta sẽ chuẩn bị học nhá các bạn hãy tập trung vào đây để chúng ta chữa bài ngày hôm nay của chúng ta mình sẽ bắt đầu hai câu hỏi đầu tiên đó là các câu hỏi phát âm nào ok rất là nhiều những cái tin nhắn dễ thương ạ một chút nữa cô sẽ đọc nha và bây giờ mình sẽ bắt đầu chữa bài hai câu hỏi đầu tiên mình sẽ lựa chọn đáp án đúng là đáp án gì ạ à? Nào câu số 1, học tủ rồi đúng không ạ? Cách phát âm đôi SES VIP 90 mươi rất là thạo cái phần này rồi. Nào, perform, cái này là M, thì bật ra sẽ là Z, yeah. Open, thì bật ra cũng sẽ là Z. Regret, bật ra sẽ là S. Và pretend, bật ra sẽ là Z. Như vậy câu này mình sẽ khoanh cho cô đáp án đúng sẽ là đáp án C. Đúng rồi, một C rất chính xác rồi ạ, rất nhiều bạn làm đúng. Rồi, câu số 2 nhá. Cách phần âm nguyên âm o Hot, no, dog, pop Thấy chắc chắn là đang đúng là đang b rồi đúng không? Hot, nó là âm o ngắn O, hot No thì nó là âm o như thế này Chứ không phải là mình có đọc là no không ạ? Mình đọc là no hay là mình đọc là no Hay là mình đọc là cờ no luôn đi cho nó Cho nó hoành tráng ạ <laughs> Hay là đọc là cờ no <laughs> Từ này đọc là no Đúng không ạ? No Âm K là âm câm và mình đọc chữ no, no. Tiếp theo dog và pop. Vậy đáp án đúng câu này sẽ là đáp án bi nhá. Tiếp tục chuyển tiếp sang câu số 3 và câu số 4 kiến thức về phần trọng âm. Rồi, chúng ta có này, disaster. Disaster của chúng ta thì cái âm âm đầu tiên nó là âm y và âm cuối nó là âm ơ. Y và ơ đều là những cái âm ngắn ạ. À. Trọng âm sẽ rơi giúp câu vào âm tiết thứ hai này, disaster. Trọng âm rơi vào tiết thứ hai ạ. À. Từ này đặc biệt bởi vì là à, bởi vì là trọng âm ở đây mặc dù nó là danh từ ban tiết có nghĩa là thảm họa nhưng mà trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai lý do là vì âm tiết đầu nó là âm tiết nhẹ cho nên trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai ạ. Disaster. Tiếp theo ở đáp án B cô có từ attention có cái âm um shun như thế này trọng âm rơi vào cái chữ ten này nó cũng là âm tiết thứ hai. Đấy chưa? Adventure. Adventure thì cũng tương tự như thế. À, mình có là Adventure âm tiết đầu đó là âm tiết ơ không nhận trọng âm được nên trọng âm cũng sẽ rơi cho cô vào âm tiết thứ hai ạ. À. Adventure. Thế còn character danh từ ba âm tiết trọng âm rơi tiết một. Danh từ ba âm tiết trọng âm rơi tiết một rất bình thường luôn cho nên câu này khoanh đáp án đi ạ. À. Câu này cô đánh giá là một câu khá là hay trong cái đề thi này bởi vì nó có những cái từ mà nó gọi là cũng là danh từ ba âm tiết nhưng mà trọng âm rơi tiết thứ hai như thế này là những cái từ đáng chú ý ạ. À. Thì câu này hay. Và bây giờ sang câu số 4 nhá. Trọng âm của từ có hai âm tiết ạ. À. Đáp án A, Decide. động từ hai âm tiết cho âm rơi vào âm tiết thứ hai. copy. copy thì động từ này cũng là động từ hai âm tiết nhưng âm cuối là âm i là âm tiết nhẹ. i ơ là nhẹ cho âm giấy hết một. không ai nói là copy. <laughs> copy thì nghe nó rất là ngượng mồm đúng không ạ nghe nó rất là kỳ cục chắc chắn sẽ là copy. concern. nào concern. động từ hai âm tiết cho âm giấy hết hai bình thường ạ concern. và arrive arrive right. chắc chắn là động từ rơi viết hai luôn vì ơ ừ, không bao giờ nhận trọng âm cả. arrive. Right. Đúng chưa? Vậy câu này nhá, chúng ta sẽ khoanh cho cô đáp án đúng là đáp án B ạ. Sao chưa? Với bài đọc điền, bài đọc điền thì cô có chữa chi tiết ở trong khóa của khóa học của cô Phư nhá. Khóa học của cô Phư thì rất là đáng theo dõi luôn, được yeah. Học phí thì rất là phải chăng so với việc học off thì học phí học online cực kỳ là phải chăng luôn ạ. Những bạn nào mà theo với chim của cô phư thì năm tới đây cô sẽ có rất là nhiều những cái phần học mới, có thể nói là sự nâng cấp rất là đáng kể cho các bạn 2K4 2K5. Theo khóa của cô phư ạ, cho 2K3 ghen tị luôn. <laughs> 2K3 chắc chắn là ghen tị rồi. Cô có thể hé lộ một chút nhá. À 2K4 là sẽ có này à cái sự cập nhật về cái chương trình học ngữ âm ở trong khóa Promo Plus là sẽ có giáo viên bản ngữ giảng cái phần ngữ âm cho nên là cái phần phát âm là sẽ chuẩn rất là chuẩn và rất là cực kỳ là hay nhá ờ, ừ, tiếp theo nữa là nâng cấp về cái phần flashcard online để học từ vựng cực kỳ là đỉnh cao luôn này ngoài ra nữa thì cô cũng xuất bản thêm một cuốn sách về học từ vựng để chúng ta tham khảo nữa cho nên là hai k ba ghen tị đi ạ ghen tị đi ạ <laughs> không ghen tị là không được rồi ghen tị đi ạ <laughs> ok, bài đọc hiểu thì chúng ta cũng có ở trong khóa học của cô phư nhá. Bạn nào 2K3 chưa có khóa học của cô phư thì chúng ta cũng nhanh chóng là theo dõi vào khóa học của cô phư đi ạ. Đúng không? Còn có uh, 6 tuần thôi, đúng không ạ? Đúng nhỉ? Không đến 6 tuần chứ, còn có khoảng hơn 4 tuần thôi chứ. À, 5 tuần, đúng không ạ? Còn khoảng 5 tuần nữa thôi là gọi là gọi là thi đến đến mông rồi đúng không ạ? <laughs> Thế là chúng ta cố gắng nhá. À, bây giờ mình sẽ cùng tiếp tục đến hai câu hỏi tìm từ gần nghĩa giúp cô. Cố gắng lên ạ. À. Tầm này bây giờ là cứ cày một ngày là lại tăng điểm một tí. Đấy, mỗi ngày cày là mỗi ngày tăng điểm nhá. Câu số 17, converse nghĩa là gì? Converse thì chúng ta biết rằng là chúng ta có từ conversation là cái cuộc hội thoại. Vậy thì converse là nói chuyện thôi, nó sẽ bằng với talk, đúng không? She enjoyed the chance to talk with those who speak her language. Cô ta thích cái cơ hội là để có thể trò chuyện với những người mà nói cái ngôn ngữ của mình. Đúng không? Diligent là gì? Delusion nghĩa là gì? Học rồi luôn đúng không? Rất là chăm chỉ đúng không ạ? Studious. The most dil diligent. The most diligent student. Đúng không ạ? Thì câu này mình sẽ thấy là cái từ siêng năng chăm chỉ này ông mình sẽ đọc chuẩn trọng âm của nó sẽ là diligent. Vì danh từ, tính từ ba tiết chọn dưới 1 ạ the most diligent students thì đây là học sinh chăm ngoan nhất thì sẽ bằng với từ gì thôi ạ chăm ngoan nhất sẽ bằng với từ gì ạ mình sẽ bằng với từ hard working đúng rồi competitive có nghĩa là cạnh tranh nhá intelligent là thông minh còn lazy là lười nhưng mà câu này thì phải là rất là chăm chỉ đúng không cái học sinh chăm chỉ nhất đấy, cái người mà luôn luôn nỗ lực vào những cái gì mà họ làm ấy thì sẽ thành công được chưa ạ cái câu này nhá nếu như mà trong bài tìm lỗi sai mà người ta không có chia là they đúng không mà người ta lại chia là he or she thì chắc chắn là sai bởi vì cái they này là ứng với students đúng không put efforts into có nghĩa là đưa cái nỗ lực vào những cái gì mà họ làm được chưa tiếp theo nhá hay gọi hỏi tìm từ trái nghĩa cái này phải chú ý là trái nghĩa này câu số 19 before he went on vacation Mike left explicit instructions for the decoration of his office. And everyone got it. explicit có nghĩa là một cái gì đấy nó rất là rõ ràng. Đúng không? trước khi anh ta đi nghỉ mát thì Mike đã để lại những cái hướng dẫn rất là rõ ràng cho cái việc gọi là trang trí văn phòng và mọi người đều hiểu. cái này nó phải là rất là clear rất là rõ ràng mà trái với clear là gì nó sẽ giống như là clear nhưng mà trái với clear nó sẽ phải là vague. vague có nghĩa là rất là mơ hồ Đúng không? trái với clear thì sẽ là vague. nghĩa là rất là mơ hồ. Đúng không rồi, câu số 20 nhé. Although they hold similar political views, their religious beliefs present a striking contrast. Nào, mình học từ striking rồi đúng không? Rất là nổi bật. Contrast có nghĩa là cái sự đối lập. Nào, mặc dù là họ đều có cái quan điểm chính trị tương đồng, ở đây người ta dùng động từ hold đi với cái view này, nó là một cái collocation rất là đáng chú ý ạ. Các con phải nhớ kỹ cho cô cái collocation này. Tức là họ nắm giữ những cái quan điểm chính trị giống như người ta dùng từ hold ạ nhá, yeah. hold similar political views. Nhá, yeah. nhưng mà cái niềm tin về tôn giáo của họ thì lại thể hiện là những cái sự đối lập rất là nghiêm trọng. Cái striking contrast có nghĩa là nó rất là great disparity, tức là cái sự khác biệt rất là lớn, significant difference. đúng không? Đúng không? Tức là nó là cái sự khác biệt rất là lớn thì trái với cái khác biệt lớn thì nó sẽ phải là những cái mà gọi là những cái gọi là giống nhau nếu ạ thì cái giống nhau đây sẽ là đa bản đi nhé complete coincidence tức là cái sự trùng hợp hoàn toàn còn minor comparison có nghĩa là cái sự so sánh nhỏ cái sự so sánh nhỏ thì có vẻ là cũng không đúng đúng không ạ một cái là khác biệt nhau rõ rệt thì trái với nó sẽ là cái sự tương đồng một cách hoàn toàn coincidence có nghĩa là cái sự tương đồng nhớ sự trùng khớp cái sự tương đồng trùng hợp tức là cái sự trùng hợp hoàn toàn ok chưa nào bây giờ sẽ tiếp tục sang hai câu hỏi giao tiếp xã hội giúp cô Phư nhé. Chúng ta có hiểu bài không ạ? Đề rất là sát với bài thi thật của các con ạ. Câu số 21 này. Lily đã được mời tới bữa tiệc của Wendy và cô ấy đang nói chuyện với Wendy ở cuối của cái bữa tiệc. Thank you for a wonderful evening. Cảm ơn cậu vì một buổi tối rất là tuyệt vời. You're welcome. Chắc chắn là đáp án A rồi. Người, người Một người cảm ơn thì người kia trả lời là you're welcome. Chắc chắn là trả đáp án này. Một cái đáp án trả lời kinh điển cho cái thank you này đúng không ạ? Không sao đâu thì không phải. Không sao đâu là khi họ nói là mình có ngại không? Đúng không? Mình có ngại nếu mà phiền không thì bảo là không sao. Have a great day thì cũng không phải. It's kind of you to say so thì cũng không phải. Rồi. Câu số 22 Jenny và Anna thì đang thảo luận về cái sự lựa chọn nghề nghiệp rất là thú vị. Thì Jenny nói rằng này, I think teaching is one of the most rewarding jobs because it gives you a chance to create impacts on future generations. Tôi nghĩ rằng là dạy học là một trong những cái nghề mà nó gọi là có cái sự tưởng thưởng lớn nhất Bởi vì nó khiến cho bạn có một cái cơ hội để tạo ra cái tác động đối với thế hệ tương lai Wow, tự nhiên cô lại cảm thấy bồi hồi xúc động quá Đúng là cô đang có một cái vinh dự, đúng không ạ? Vinh dự là có đồng với công việc có thể nói là cực kỳ là rewarding Đúng không? Mặc dù là khá là nghèo Nhưng mà cái 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 reward ở đây đó là cô Phư có được cái cơ hội để có thể gì đấy ạ? create impacts on future generations. Các con chính là future generations, đúng không? Thế hệ tương lai không biết là hôm nay vui hay buồn đấy ạ? <laughs> Thế hệ tương lai của, của đất nước chúng ta hôm nay vui hay buồn rồi ạ? Đang buồn vì điểm kém đúng không ạ? Không có buồn nha. Đúng không ạ? Chúng ta cứ cố gắng là được thôi nha đó đấy thế là cô đang có cơ hội để tạo ra ảnh hưởng đến thế hệ tương lai rồi thế hệ tương lai đang buồn cô có thể giúp thế hệ tương lai hết buồn thế là vui rồi đúng không ạ tuyệt vời một công việc tuyệt vời đúng không ạ nào người này đưa ra một cái statement đó là tôi nghĩ rằng là nó là cái công việc rất là tốt người này nói là chúng ta hãy hãy bỏ nó đi kỳ vậy tại sao lại không không ai nói như này no doubt about it chắc chắn rồi mình sẽ chọn đáp án c nhá no doubt about it có nghĩa là không còn nghi ngờ gì nữa nghĩa là nó hoàn toàn đúng đúng không ạ đáp án b là let me think about that and get back to you để tôi nghĩ đã rồi tôi sẽ trả lời lại cho bạn đó no. vậy đáp án đúng ở câu này sẽ là đáp án gì ạ đây là đáp án c rồi đúng không Rồi tiếp theo chúng ta có một cái bài đọc hiểu với cái bài đọc hiểu này thì chúng ta cũng sẽ xem ở trên khóa học độc quyền của cô Phư nhé. À, bây giờ mình sẽ cùng tiếp tục chuyển sang câu số 28 ạ. Đó là phần tìm lỗi sai. Phần tìm lỗi sai ạ. À, các con nhìn giúp cô vào câu số 28 sẽ là mình sẽ lựa chọn đáp án đúng là đáp án gì cho câu số 28 này ạ. À, câu số 28 của chúng ta sẽ là gì? Some ancient philosophers such as Pythagoras and Aristotle were ahead of their time because he thought that the earth was round. Sao lại like he được? Đây là một số những cái nhà triết học cổ đại nhà triết học là số nhiều đúng không? À, đi trước thời đại của họ bởi vì họ nghĩ thì cái này không thể nào mà là hi được đúng không ạ? Mà phải là dây. Đấy. Mình sẽ có một cái câu hỏi mà cái câu hỏi mang chất quy chiếu mà nó sẽ bị sai lầm ở trong cái câu tìm lối sai như thế này. Và cũng không khó nếu như các con dịch ra được. Đúng không ạ? Đúng không? Họ đi trước thời đại bởi vì họ nghĩ rằng là trái đất tròn. Đấy. Là câu số 29 nhá. I woke up late for my interview Because I have been worrying um, Cái câu này thì Cái câu 29 này thì cái từ worrying Có vẻ không ổn lắm ạ Worrying đó là hiện tại phân từ Và chúng ta biết rằng là cái sự khác biệt Giữa hiện tại phân từ và quá khứ phân từ Đó là gì Đó là cái vô in này nó mang tính chất chủ động Tức là nó gây lo lắng Còn bị lo lắng người ta phải dùng quá khứ phân từ Đó là worried Câu này khi mà mình nói rằng là tôi lo lắng về một cái gì đấy thì bao giờ người ta cũng sẽ nói là I am worried. Không ai nói là worrying cả. Bao giờ cũng sẽ phải là worried. Tức là mình bị khiến cho lo lắng bởi cái gì ấy. Đúng không? Nào tôi đã ngủ dậy trễ cho cái buổi phỏng vấn bởi vì tôi đã lo lắng về nó cả đêm và đã không ngủ đủ giấc. Đấy. Ê, hey, toang rồi. Đúng không ạ? Rồi, phải rèn luyện nhiều nữa lên nhá. Nào câu số 30 sẽ là gì? a panel of uninterested judges who had never met the contestants before judged the singing contest with justice. À, cái câu này đó là cái câu này đó là một cái hội đồng giám khảo mà gọi là uninterested có nghĩa là không quan tâm. Được chưa? Những người mà chưa bao giờ gặp những cái thí sinh trước đó thì đúng không? Đấy, thì đã cái này là chưa bao giờ gặp trước đó nhé cái này là who had never met the contestant before thì đã đánh giá cái cuộc thi hát một cách rất là công tâm đấy cái câu này tức là một người cái giám khảo mà chưa bao giờ gặp thí sinh trước đây thì họ đã đánh giá một cái cuộc thi họ đã làm giám khảo đánh giá cuộc thi rất là công tâm ở đây cái 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 câu hỏi này là câu hỏi về từ vựng câu hỏi confusing words và ở đây cô có cái từ uninterested uninterested có nghĩa là không chú ý và không 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 quan tâm nhưng cái từ mà mình cần điền ở đây ấy nó không phải là uninterested mà nó phải là disinterested uh, disinterested có nghĩa là gì nó có nghĩa là tức là một cái người mà có khả năng đánh giá một cái tình huống khách quan đấy ạ yeah. disinterested có nghĩa là vô tư không vụ lợi cái này có nghĩa là rất là vô tư không vụ lợi rất là gọi là impartial rất là khách quan vô tư không vụ lợi impartial được không ạ not taking sides không đứng về phía phe nào cả rất là vô tư không vụ lợi nhá thì mình phải dùng cái từ đó là disinterested chứ không phải là uninterested được chưa rất là hay nhá thế nên câu này mình sẽ lựa chọn đáp án đúng cho cô sẽ là đáp án B ạ được chưa rất là hay. Nào bây giờ chuyển tiếp cho cô sang những câu hỏi multiple choice nhá. Câu số 31 ạ. Kiến thức về câu hỏi đuôi The dry season Thì cái đuôi của nó phải là is đúng không? Cái này khẳng định thì cái này phải là phủ định đúng không? Is coming to, đây là hiện đại tiếp diễn Được không? Hiện đại tiếp diễn thì cái này là uh, Cái trợ động từ của chúng ta sẽ là động từ to be Phủ định bên này sẽ là isn't thôi Trong hiện đại tiếp diễn thì to be là auxiliary verb Đúng không ạ? Sang phủ định của nó là isn't Thì đáp án đúng câu này sẽ là isn't it thôi Được chưa? Isn't it? Very good cái mùa khô thì chuẩn bị kết thúc rồi Có phải không Kiến thức với câu hỏi đuôi à, Cái đuôi đó nó sẽ mang nghĩa là có phải không Được chưa Câu số 32 Last night Đêm ngày hôm qua cô ấy được tặng một cái nhẫn Kim cương to bởi người chồng Sắp cưới ở cái tiệc sinh nhật Wow Chồng cô này ở đâu để mình đến làm quen với <laughs> Cái này là câu bị động nhá Mặc dù là ở đây mình thấy là có một cái nhẫn cưới này Nhưng mà nó là một cái tân ngữ trực tiếp thôi ạ Được tặng cái gì Bởi ai đây này, có bài này Như vậy là phải là bị động của thì quá khứ đơn Câu này đáp án đúng sẽ là đáp án đi ạ Was given Đúng không Was given Rồi, tiếp tục nhá Câu số 33 này The cộng với so sánh hơn Cộng với chủ ngữ cộng với động từ đúng không? Cái này là có cấp so sánh hơn này Của cái cụm danh từ này Đúng không ạ thì chỗ này chắc chắn cũng sẽ là the cộng với so sánh hơn cộng với chủ ngữ cộng với động từ phải the cộng với so sánh hơn cộng với chủ ngữ cộng với động từ mình phải nhìn ra được cái cấu trúc này là cấu trúc cấp so sánh càng càng thế là đúng câu này sẽ là đáp án A ạ the harder she studies the better results she can probably get cô ta học càng chăm chỉ thì sẽ càng có thể có được cái kết quả cao hơn ba câu 34 đáp án gì ạ bây giờ có when when bên này dùng quá khứ rồi thì bên này kiểu gì chả dùng quá khứ tiếp diễn đúng không Quá khứ tiếp diễn thì ủa. Cái câu này, chỗ này nó là was các con nhá, cái này nó là was đấy ạ. Là was working đấy ạ. Đâu đúng rồi, đáp án đi này, quá khứ tiếp diễn này. Cái này đề chắc là bị gõ sai thôi ạ. Đây chắc chắn rất là was working các con nhá. Một hành động đang xảy ra, một hành động khác xen vào. Đúng không ạ? Anh ta đang anh ta đang làm việc trên cái bản báo cáo này thì cái máy tính đột nhiên là bị tắt. Đúng không ạ? lại còn chưa kịp lưu nữa thì thôi xong rồi chia buồn, đúng không ạ? <laughs> bây giờ sẽ là câu 35 mươi nha. Câu 35 chúng ta sẽ nối hai mệnh đề lại với nhau. Chủ ngữ động từ, chủ ngữ động từ như này, chủ ngữ động từ, chủ ngữ động từ, đúng không ạ? Nếu như có hai mệnh đề thì chúng ta nối với nhau bằng gì? Mình có thể dùng giới từ để nối hai mệnh đề lại với nhau được không ạ? Không, đúng không ạ? Sau giới từ sẽ chỉ có thể là danh từ và vơ binh thôi. Nếu như muốn dùng mệnh đề thì mình phải dùng một cái mẹo Đó là mình sẽ dùng the fact that Thì nó còn được Bởi vì là the fact nó sẽ là danh từ Còn that nó sẽ là mệnh đề đứng sau cái the fact này Nó bổ nghĩa cho cái the fact này Thì nó sẽ còn được là sau that nó sẽ là có mệnh đề Đấy nhá Muốn inspire mà đi với mệnh đề Thì bắt buộc phải thêm cái the fact that vào Đấy chưa? Câu này thì mình sẽ thấy là đây đó là hai mệnh đề Mình sẽ không dùng giới từ ở đây nhá cô sẽ có là because, là vì Và cô có although là mặc dù đúng không? Chúng tôi đã không thích cái ngày đấy Thời tiết thì rất là chán, rất là tệ Thì rõ ràng là thể hiện là nghĩa là vì hay là mặc dù ạ Nó là phải là vì, đúng không ạ? Bởi vì, chúng tôi đã không thích cái ngày đấy Bởi vì, thời tiết thật là tệ Rồi, câu số 36 nhá Tương lai hoàn thành à, à. Tương lai hoàn thành thì sao rồi? Tương lai hoàn thành thì phải nghĩ đến cấu trúc về by the time Mới cái hôm thứ hai vừa rồi chữa cái đề thi Uh, của cái hôm thứ hai là cô đã ghi cho chúng ta cấu trúc với by the time rồi hôm nay cô không ghi lại đâu nhá Đó, bạn nào không xem không không chịu theo dõi livestream cô phương thì dáng chịu nha cô không có video viết lại nhiều lần đâu này <laughs> bạn nào nhớ cấu trúc này có thể viết lại cho các bạn khác được không ạ cấu trúc hai cấu trúc với by the time ạ by the time cộng với quá khứ về bên kia mình sẽ chia quá khứ hoàn thành đúng không ạ by the time cộng với hiện tại thì về bên kia sẽ chia tương lai hoàn thành với câu này chọn đoạn b nhá By the time cộng với hiện tại về bên, bên kia trên tương lai hoàn thành Chắc chắn đúng luôn, không phải nghĩ ạ Chắc chắn đúng luôn, không phải nghĩ Đúng không? Jeff sẽ đã du lịch Đúng không? Đã sẽ đã đi tới 20 quốc gia Trước khi anh ta bước sang chuỗi tuổi 50 Vào cuối tháng sau Ok chưa ạ? tiếp sang câu số 37 nhé When you grow up You must learn how to become independent Your parents Wow, cái câu này là chúng tủ Y xịt nguyên một câu của chúng ta đã học rồi đấy Đó. Khi mà lớn lên là phải độc lập khỏi bố mẹ Thì bao giờ cũng sẽ dùng là to be independent On hay là ở ạ Mình sẽ dùng giới từ of giúp cô nhá Depend thì đi với on Dependent đi với on Nhưng mà independent thì phải đi với giới từ of yeah. Độc lập khỏi ai hoặc là cái gì Được chưa? Khi bạn lớn lên thì bạn cần phải học cách làm thế nào để trở nên độc lập khỏi bố mẹ thì bao giờ cũng sẽ dùng to be independent of. Ai chưa nhớ thì ghi xuống đi ạ. To be independent of. Không phụ thuộc vào ai cái gì, độc lập khỏi ai cái gì ạ? Câu số 38, câu số 38 của chúng ta là kiến thức về phần phần gì ạ? Giảm mệnh đề. Đúng rồi, nhìn thấy này, to verb này. Đấy, phân từ hai này. Having done này. Being done này là biết là giảm bệnh đề rồi đúng không ạ? Phải biết là giảm bệnh đề rồi thì chúng ta sẽ biết là trong kiến thức về giảm bệnh đề thì chủ ngữ sau dấu phẩy sẽ là chủ ngữ chung của hai bệnh đề như vậy là cái chủ ngữ này sẽ là he động từ là động từ spend. Bây giờ mình sẽ nên dùng đáp án gì? Trước hết là cô sẽ nghĩ đến từ to spend trước. To spend có nghĩa là để dành để mà dành nhiều thời gian về dự án thì anh ta đã cảm thấy mệt mỏi khi nó hoàn tất thì không phải nhá. Cái mục đích này là không ổn. Còn lại thì mình sẽ có này being spent là bị động, spend là bị động having spent là dạng chủ động hoàn thành và cái câu này là anh ta dành thời gian vào dự án thì nó phải là chủ động hoàn thành đúng không vậy câu này mình sẽ chọn đáp án C giúp cô ạ tức là ý ở đây tức là anh ta đã dành rất nhiều thời gian vào cái dự án đấy và anh ta cảm thấy hoàn toàn bị kiệt sức khi nó hoàn tất Đấy chưa? Anh ta đã dành, tức là khi mà mình nói having spent Thì ý ở đây có nghĩa rằng là Anh ta đã dành rất nhiều thời gian tức là xảy ra trước so với cái felt này cái felt đã là quá khứ rồi thì cái hành động dành này nó còn xảy ra trước đó vậy mình dùng giảm mệnh đề là having spent là rất chính xác ạ cực kỳ chính xác luôn ạ đúng không tức là nó sẽ là giảm của cái câu gốc sẽ là câu gì ạ he had spent a lot of time on the project và he felt absolutely exhausted when it finished hiểu chưa bây giờ sẽ là câu 39 này at the farewell party Jane gave Danny a mug. Observe ạ Những câu hỏi ngữ pháp này rất là ngon ăn đúng không ạ? Là đầu tiên là lovely thì nó sẽ là opinion, big thì nó sẽ là size, Japanese thì nó là origin. Vậy nó sẽ là lovely big Japanese. Đáp đúng đây sẽ là đáp án A. Cái này rất hay chọn đáp án A nhé. mấy câu rất hay chọn đáp án A thì đúng không ạ? Nào ở cái tiệc chia tay thì Johnny đã tặng cho Danny một cái cốc Nhật Bản lớn rất là đáng yêu với cái hình chân dung của cô ấy ở bên ngoài để mà anh ta lúc nào cũng sẽ nhớ về cô ta. Ok. Rồi à, câu 40 ạ. In Asian countries is a form of connection between two families or two clans rather than two people. Nào ở các cái quốc gia châu Á thì cái việc kết hôn đúng không? Cái cái câu hỏi từ loại này của chúng ta thì mình sẽ dùng danh từ kết hôn thôi ạ. Danh từ đứng ở đầu câu làm chủ ngữ Danh từ đâu nhỉ? Danh từ đâu nhỉ? Cái sự kết hôn đó là một cái dạng thức liên kết giữa hai gia đình Hoặc là hai dòng tộc Chứ không phải là do hai người với nhau à, Mình sẽ dùng cho câu từ marriage Đúng không ạ? À, hôn nhân như thế thì rất là khó để có hạnh phúc đúng không? <laughs> Rồi, cái này chắc là thời ngày xưa thôi Chứ bây giờ người ta đâu có như này đâu đúng không ạ? À, Nào câu 41 đi ạ Kiến thức về phrasal verb. Kiến thức về phrasal verb này. When I first travel by plane, I really felt excited as a plane from the ground. Câu này chắc chắn sẽ là dùng cái từ gì mà mang nghĩa là cất cánh thôi, máy bay cất cánh như gì nữa, đúng không? Sẽ là từ gì ạ? Mình sẽ dùng take off, đúng rồi, take off là cất cánh nhá. Từ cái cụm động từ này của chúng ta là có ba nghĩa này. Máy bay cất cánh này, cởi quần áo ra này và một cái sự nghiệp bắt đầu thành công Fill in thì hay đi với form Tức là điền vào một cái mẫu đơn gì đấy Stand up là đứng lên đúng không ạ Còn turn down thì bằng với reject Nghĩa là từ chối Những câu này mình sẽ dùng đáp án A nhá Khi mà tôi lần đầu tiên Đi du lịch bằng máy bay Thì tôi thực sự cảm thấy rất là hào hứng Khi mà máy bay cất cánh lên khỏi mặt đất Những lần sau đấy thì tôi cảm thấy rất là hoang mang đúng không ạ Không biết là máy bay bay có an toàn không là <laughs> câu 42 sẽ là gì? In order to become a member of the country club, applicants have to set by the club president. Câu này hình như là chúng tủ nhỉ? Mình đã gặp câu này một lần rồi. Cô cảm thấy quen lắm. Không biết là các con có nhớ câu này không? Chắc chắn là làm một lần rồi. Câu này không phải câu mới. Câu này là một câu đã có rồi. Đúng không ạ? để trở thành thành viên câu lạc bộ là phải đáp ứng được cái yêu cầu mà được đưa ra bởi chủ tịch câu lạc bộ đấy, Điều không? Mình sẽ dùng được cố đáp án C nhá. Meet the requirements. Cái này đó là collocation. Đáp ứng được cái nhu cầu, đáp ứng được cái yêu cầu ạ. Được chưa? Enhance communication tức là nâng cao cái giao tiếp. Widen the gap có nghĩa là là mở rộng cái 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 cái, cái gọi là cái khoảng cách, Điều không ạ? Gain confidence tức là thu được cái sự tự tin thì câu này phải là đáp án C. Ok, câu 43 đây ạ. The website is managed by volunteers who put in hours of work helping students deal with situations of bullying. Ok, câu hỏi từ vựng rất là hay này. Và câu này mang nghĩa là gọi là họ đưa vào đây không biết là bao nhiêu cái giờ làm việc. Cái website này được vận hành bởi những cái người tình nguyện viên, những người mà đã đưa vào. Đúng không ạ? Đã đưa vào cũng không có gì cái câu mà put efforts into đấy ạ đúng không ạ? Thế đây là họ đã đưa vào đây là gì? rất là nhiều vô số những cái giờ làm việc để giúp học sinh giải quyết với những cái vấn đề gọi là bullying này. Thế đây mình sẽ dùng từ gì? Chúng đây dùng cho cô từ countless, đúng không ạ? Countless hours of work, tức là uh, tức là đây là gì đây ạ? Dành ra vô số những cái giờ làm việc nhé. Được chưa? Để giúp đỡ học sinh là giải quyết những cái vấn đề là bị bắt nạt. Cái này countless Generous nghĩa là hào phóng ạ Overwhelming có nghĩa là Bị choáng ngợp Và widespread có nghĩa là lan rộng Đấy không phải ạ? Yeah. Nào câu 44 này IT technology has developed to a very high level The community in transforming the residents' lives positively Công nghệ thông tin thì đã phát triển tới một cái mức độ rất là cao vậy, đúng không ạ? Tạo ra tác động đối với gì? Đúng không? Tạo ra tác động đối với cộng đồng và biến đổi cái cuộc đời của người dân một cách tích cực hay là gây hại cho cộng đồng hay là gây ra rắc rối cho cộng đồng hay là đưa ra quyết định tồi tệ lên cộng đồng cái đấy chắc chắn là sẽ phải là đáp án a đúng không đấy biến đổi một cách tích cực thì khi mà kết hợp với nó thì phải là cái cái cái, cái tạo ra tác động đúng không mang nghĩa tích cực đáp án b đáp án c và đáp án d của tố cô toàn là những cái cụ mà mang chất tiêu cực thôi nhớ không ạ được tiếp tục sang câu 45 nhé. The journalist had to because what he had written in his article about the celebrity's private life was wrong. Ồ, oh, câu này là câu hỏi idiom nhé. Nhà văn đó đã phải gì? Bởi vì anh ta đã viết trong cái bản tin của mình về cái cuộc sống riêng tư, đời tư của người nổi tiếng đấy là sai. Những gì anh ta viết là sai. Nhá. Mệnh đề danh từ ạ. Những gì anh ta đã viết đây là sai. Đấy ạ. Bây giờ nhà văn đấy phải làm sao ạ? Rest on one's laurels Có nghĩa là phải Cái này có nghĩa là hài lòng với những gì mà mình đã đạt được Put oneself in somebody's shoes Tức là đặt mình vào cái hoàn cảnh của người khác Quit ở đây thì có nghĩa là Dừng làm việc gì đấy Thế còn eat humble pie Có nghĩa là phải xin lỗi ạ Đấy ạ, eat humble pie chúng đấy biết cái từ humble có nghĩa là à, Khiêm tốn đúng không ạ Mà bây giờ là phải khiêm tốn ở đây Tức là phải chấp nhận cái sự gọi là Tủi nhục đấy ạ Accept humiliation Accept humiliation Tức là phải xin lỗi một cách rất là nhún nhường đấy Thì đâu đúng câu này sẽ là đáp án C thôi Một cái idiom rất là hay ạ, dạ? câu này là câu rất là hay Có những bạn nào mà chưa biết cái idiom Eat humble pie thì hôm nay chúng ta được học nhá Ok à, Bây giờ mình sẽ cùng đến với năm câu hỏi cuối cùng năm câu hỏi cuối cùng của chúng ta đó là những câu hỏi Viết lại câu trách nhiệm Nào câu 46 của chúng ta đó là Tôi đã bắt đầu học tiếng Anh 10 năm trước đây Được không? Vẫn là cái cấu trúc này à? Được không? Tôi đã bắt đầu học tiếng Anh 10 năm trước Tức là tôi đã học tiếng Anh được 10 năm Được không? Đáp đúng, không? đúng không? câu này sẽ đáp án A thôi I have been learning English for 10 years Đúng không? Không ai dùng quá khứ đi với for Đúng không? Không ai, không ai nói là lần cuối cùng tôi học tiếng Anh là 10 năm trước Thì không phải đấy. Tôi đã bắt đầu học tiếng Anh được 10 năm thì Thay vào đấy mình nên dùng cái câu mà Tôi đã và đang học tiếng Anh được 10 năm nay Nó là hay nhất rồi Đúng không ạ? Câu 47 I would pay back the money, Linda, said Helen. Helen nói với Linda rằng là tớ sẽ trả lại tiền. Đây là hứa đúng không ạ? Hứa sẽ trả lời tiền. Đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án C là cái chắc chắn rồi. À, chúng ta thấy là những cái câu như thế này thì mình thấy là cái động từ ở đây nó khác nhau. Chúng ta có động từ insisted on nghĩa là khăng khăng này. Suggested là gợi ý đề nghị này. Apologize có nghĩa là xin lỗi này. Cái câu này mình sẽ dùng hứa đúng không? Cái câu này là will nó thể hiện cái ý chí, nguyện vọng. Tớ sẽ làm gì? Tức là hứa sẽ làm gì? đúng chưa? Ok chưa? Yeah. Ờ tiếp tục sang câu 48 này. You were supposed to hand in this assignment two days ago. Câu này học rồi. Bạn được cho là phải làm gì nghĩa là bạn lẽ ra là bạn đã phải làm cái này đúng không? Câu này chắc chắn là mình sẽ dùng cái từ should. Đúng không Should nhưng mà cái should này nó lại should rồi lại supposed to thì sẽ không hay bằng dùng là got to cộng với have của be to. Cái got to này nó sẽ giống như là be supposed to something tức là được cho rằng là theo nghĩa vụ là bạn phải làm gì. cho nên câu này chúng ta sẽ dùng cho cô cấu trúc là got to have cộng với phân thứ hai nhá got to cộng với have cộng phân thứ hai nghĩa là to be supposed to do something. đấy nhá. mình uh, gọi là được, được gọi là mong đợi ấy là phải làm gì. nhưng mà thực tế là mình đã không làm. mà cái đáp án c là sẽ đúng nếu như mình dùng là you should have handed in thì nó đúng ngay. nhưng mà nó lại thừa cái này. cho nên mình sẽ dùng sang cái đáp án a ạ. À. nhá. Yeah. must have done có nghĩa là chắc chắn đã làm gì trong quá khứ thì không phải. NaN đi là có thể đã làm và có thể không cũng không phải. Được chưa ạ? Nhớ nhá. Nào câu 49 ạ. You didn't perform well in the interview. I feel sorry for you. Okay, bạn đã không làm tốt trong buổi phỏng vấn, tôi cảm thấy tiếc cho bạn. Vậy gì? Nếu mà dùng ra dạng các câu điều kiện nhá, thì nhớ rằng là cái này là ở quá khứ này, cái này là ở hiện tại này. Đúng không ạ? Nếu như mà dùng câu điều kiện thì khả năng nó sẽ là câu điều kiện trộn rất là cao. Đáp án A nhá. Nếu như bạn đã làm tốt ở trong buổi phỏng vấn thì tôi đã không cảm thấy tiếc thì cái này phải dùng would, would not feel. Tôi ước rằng bạn đã làm tốt hơn thì cái ước cho quá khứ thì phải dùng quá khứ hoàn thành. Cái này phải là quá khứ hoàn thành ạ. À. Tôi tiếc rằng bạn đã chắc chắn là đã không làm. Cái này không đúng. Couldn't have done nghĩa là chắc chắn đã không làm thì cũng không đúng. Vậy câu này hợp lý nhất là đáp án đúng là đáp án đi ạ. À. Tôi ước gì là bạn đã làm tốt hơn trong cái buổi phỏng vấn. Và câu cuối cùng I posted the letter I realized that I had forgotten to put on a stamp tôi gửi thư Tôi nhận ra rằng là tôi đã quên không cho tem vào Đúng không ạ? Rồi, về nhà viết lại thư đi nhá Đáp án A là gì ạ? Không? không những là tôi nhận ra rằng là tôi quên bút tem mà tôi còn gửi nó đi nữa Thì không phải này Tôi vừa mới gửi thư xong thì tôi nhận ra rằng là tôi quên cho tem vào Thế đúng đúng không ạ? Tôi quên dán tem đúng không ạ? tôi đúng đúng không? Khá là hợp lý về nghĩa nhỉ? Tôi vừa mới gửi thư xong thì tôi nhận ra cái này nêu sooner thì đi với gian nhưng mà cái hành động mà cái này là tôi đã gửi thư xong thì tôi nhận ra mới đúng phải là tôi nhận ra chỉ trước khi gửi thư tôi nhận ra thì không đúng thế nào câu này sẽ là đáp án bi thôi vừa mới gửi thư xong thì nhận ra kiến thức về câu đảo ngữ kiến thức về câu điều kiện câu điều ước sẽ nằm trong hai cái câu hỏi ghép câu được của chúng ta để các con có thể tham khảo cái đề thi này đề thi rất là sát với đề minh họa của bộ rất là sát luôn được không ạ chúng ta cố gắng để chúng ta à, có thể nắm được cái cấu trúc đề thi đi thi nói chung là về cơ bản là những cái câu hỏi cơ bản như này nó sẽ giống như đề minh họa còn khó ấy thì vẫn cứ khó ở những cái câu từ vựng và khó ở đọc nền đọc hiểu đúng không ạ cho nên là chúng ta à, vẫn phải tăng cường học thêm nhiều từ vựng lên rồi là chúng ta phải tăng cường chữa nhiều những cái bài đọc nền đọc hiểu lên nhá cố gắng lên ạ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những tiết sau với phần đọc nền đọc hiểu cô mong rằng là các con dành thời gian ra xem thêm trong khóa học của cô phương ạ khóa học cô phương thì ngoài cái phần là các con được chữa bài giảng với cô phương ra thì các con sẽ còn được gọi là tập dịch theo hệ thống của cô phương và học từ vựng nữa nó là một cái chương trình học cực kỳ là hiệu quả cực kỳ là hiệu quả nhá mà nó lại mang lại cái hiệu quả cao mà nó lại rất là dễ học ở trên web của cô phương những cái đó ở trên page này cô không có thể nào mà triển khai được mà chỉ có trong cái web độc quyền của cô Phương mới có thôi ạ đó thế là những bạn nào mà chưa có khóa chúng ta inbox Facebook cô còn bây giờ cô xem ra là có bạn nào có câu hỏi gì cho cô Phương không ạ bạn Trương Tuyết em quên in đề này mất rồi tại sao lại quên ạ tại sao lại quên tại sao lại quên, sao lại quên? là Tuyết ơi là Tuyết ơi Ok Bạn Trần Minh cô hoạt ngôn thật <laughs> Bạn Hà Diệu Hứa sẽ không ngủ nhiều nữa Đúng rồi Hứa không ngủ nhiều nữa là rất tốt ạ Bạn Mai Đào Cô chia sẻ về ngành ngôn ngữ chung được không à, Cô đã chia sẻ về ngành ngôn ngữ Anh rồi Chúng ta có thể search Google giúp cô cẩm nang ngành ngôn ngữ Anh là sẽ ra ngay cái bài đầu tiên luôn là cái bài tư vấn của cô phương về ngôn ngữ Anh. Ngôn ngữ chung thì cũng tương tự như thế thôi ạ. ạ. Tất nhiên là nó hai thứ tiếng khác nhau nhưng về cơ bản là các cái ngành mà học ngôn ngữ thì nó sẽ đều đến như vậy. Các con có thể tham khảo cái ngành ngôn ngữ Anh để từ đấy có thể suy ra về ngành ngôn ngữ chung. Nhá. Yeah. Ok chưa yeah. ạ. Bạn Thùy Trang nói rằng là làm đề của cô Phư toàn 7 đến 8 đúng không ạ? Đề của cô Phư rất là khó nhá Đề của cô Phư rất là khó ạ Bạn uh, Nguyễn Phương Anh Bạn Panh hỏi là đề VIP 90 mà được 8 thì đi thi phải được mấy đúng không ạ? VIP 90 mà được 8 thì đi thi chắc chắn là sẽ được khoảng trên 9 điểm Khẳng định luôn đấy ạ Vì đề VIP 90 cực kỳ là khó luôn, rất là khoai Rất là khó luôn đấy ạ bạn Trang, VIP 90 từ hôm qua cứ quay Em trở mất 3 hôm mà không vào được VIP 90 học bình thường Hôm nay cô vẫn đang dạy bình thường Bạn Trang lên liên lạc ngay với lại là Đối mục kỹ thuật cô phương ở ngay trên uh, trang chủ của web của cô Phư ạ Để được hỗ trợ kỹ thuật Được chưa ạ Rồi, bạn Minh Nguyệt 2K2 nhưng vẫn giữ thói quen Là xem live của cô phương Tuyệt vời quá Rất tuyệt vời Ok bạn Nguyễn Phương Thảo, cô ơi khóa Pro và của cô có nâng cấp gì không? Có chưa ạ? Cả khóa Programmer, cả khóa Programmer Plus đều nâng cấp. Dạ, yeah, cô đều nâng cấp nha. <laughs> năm nào cô cũng nâng cấp chứ không phải là không. Mà hơn nữa là năm nào cũng thế. Khóa VIP 90 cũng được là mới hoàn toàn luôn ạ. Chứ không phải là gì hết. VIP 90 ấy, ngày nào cũng học mà là làm mới hoàn toàn luôn. Đúng không ạ? bạn uh, Trương Tuyết mà vẫn còn kém với phần đọc điền đọc hiểu nhá thì uh, chú ý học kỹ plus 2. Được chưa? Cố lên 2 k 4 học cô Phương mỗi ngày con livestream đảm bảo lên điểm. <laughs> Cảm ơn bạn Đỗ Thánh nhá. Ok. Bạn à, Nguyễn Quang Huy character em nhớ là đặc biệt. Đâu? Character đâu có đặc biệt gì đâu ạ. Trọng âm của character nhấn vào âm tiết một bình thường danh từ 3 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết một bình thường nhá character bạn học bạn đang bạn học đang ôn thi xem đọc hiểu phần nào xem giúp cô ở trong khóa vip 90 và đặc biệt là ở phần plus 2 của khóa promo plus được chưa thì xem giúp cô ok nhá rồi, à, có bạn nào à? có bạn nào mà muốn vào team 8+, cộng thì vào team của bạn trần đức minh kìa. Ừ. bạn uh, lê vũ thảo nhiên nói rằng là rất là thường bị lộn giữa converse với lại là conserve đúng không ạ? thì cái này con có biết làm thế nào để phân biệt giữa hai cái từ này không? hai cái này đúng là rất là dễ nhầm lẫn bởi vì nó chỉ có lộn cái chữ v với cả cái chữ s. đúng không ạ? chữ v với chữ s thôi đúng không? một cái là conserve và một cái là converse đúng chưa đúng chưa thì bây giờ để mà đỡ nhầm ấy thì có cái từ cuộc hội thoại là cái từ conversation là mình không có bao giờ mình quên được vậy thì khi mà mình viết cái chữ conversation ra thì mình sẽ nhớ được cái từ converse có nghĩa là nói chuyện ạ à. Đó chưa nhá yeah. ok hôm nay chúng ta cũng có rất là nhiều bạn hơn tận hơn ba k bạn xem livestream của Cổ phu luôn ạ à cô vư sẽ gặp lại hẹn gặp lại các con trong buổi học ngày mai nhá mình có rất nhiều bài hay ở phía trước hôm nay cô cũng thấy là có những bạn uh, có những bạn uh, nhắn tin cho cô Phư, uh, inbox cho cô Phư và chia sẻ với cô Phư, tâm sự với cô Phư về những cái khó khăn của các con trong quá trình học tập nhất là giai đoạn cuối này. Có không ít bạn chia sẻ với cô Phư, tâm sự với cô Phư rằng là uh, con áp lực này, con không biết làm sao để có thể uh, có thể giữ được cái 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 động lực cho mình đó ạ cái môi trường xung quanh của con nó 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 khiến cho con mất đi động lực đúng không ạ thì tất cả những bạn mà gặp khó khăn các con cảm thấy khó khăn quá các con cần sự trợ giúp thì các con nhắn cho cô Phư nhé cô sẵn sàng lắng nghe các con ạ nha yeah. Ok guys, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những buổi học về tiếp theo. Ngày mai cô lại livestream cho các con nhé. Cảm ơn các con đã theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng với cô Phương ạ. Cô ấy vừa chúc con học tốt và sẽ thi đậu đại học ở nguyện vọng 1 luôn nhé.